cho bà Hai để bà Hai có thể gửi tiền cho, để mà chuyển tiền vô để người ta có thể đưa cho ông Hai về. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh Kiên Giang. Và ngồi kế bên Bùi Hồ đây là cô Hai, là vợ của ông Hai. Ông Hai Tước, hay còn gọi là ông Hai Tước. Một người ngư dân hơn 60 tuổi bị chính quyền hải cảnh Indonesia, bị hải cảnh Indonesia cáo buộc rằng đánh bắt trái phép ở trong cái lãnh hải của họ. Và sau đó thì bắt ông Hai đã bị bắt tạm giam ở Indo mấy năm rồi bà Hai? Vô 3 năm rồi. Bắt tạm giam Indonesia 3 năm. Và qua 3 năm thì ông Hai vẫn chưa về được với gia đình, với một lý do là không có tiền để mà có thể là bảo lãnh cũng như là chuộc ông về. Ngày hôm nay thì trước khi quay đoạn clip này thì Bùi Hồ cũng như với Đạt Đồng Tháp cũng đã có chia sẻ đoạn clip về ông Hai Tước, một người ngư dân hơn 60 tuổi bị bắt ngay tại Indonesia. Hôm nay quay trở lại đây cùng với bà Hai để mà được sự hỗ trợ của nhóm các sư cô ở Lâm Đồng để hỗ trợ cho ông Hai có thể về lại Việt Nam sớm nhất với số tiền là gần 20 triệu đồng. Và để hiểu rõ thêm cái câu chuyện đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị nghe bà Hai chia sẻ về cái hành trình làm thủ tục giấy tờ cũng như là sắp tới là sẽ đưa cho ông Hai trở về lại quê hương. Và ông Hai là một trong số 11 tù nhân ở Việt Nam còn bị bắt, 11 tù nhân bị cáo buộc rằng đánh bắt trái phép tại Indonesia còn bị giam giữ bên đó. Và hôm nay thì Bùi Hồ sẽ hỗ trợ thay mặt cho các sư cô để hỗ trợ cho bà Hai có số tiền để mà có thể đưa cho ông Hai trở về Việt Nam ha. Chào bà Hai ha. Rồi hổm gài là thủ tục giấy tờ, sau khi được em phong bụi đó thông tin với bà Hai thì thủ tục giấy tờ của mình như thế có suôn sẻ hết không bà Hai? Dạ. Suôn sẻ hết. Hiện nay là cái vấn đề mình đang còn chờ đợi là nạp tiền. Nạp tiền cho sở ngoại vụ. Bao nhiêu tiền hay bà Hai? Nói người ta nói 18 triệu. 18 triệu là sẽ đưa ông Hai, và người ta có nói là bao lâu ông Hai sẽ được về không? Ai biết đâu. Đúng rồi. Và Hai có thể chia sẻ rằng cái câu chuyện là ông Hai là bị bắt thì ông Hai thông báo về như thế nào? Lúc mà ông Hai bị bắt ở Indo á. Ông nói nghèo khổ thế này tao không biết chừng nào được về đâu. Bà Hai có nghĩ rằng là mà mình có sẽ có số tiền lớn để mà đưa ông Hai về lại Việt Nam không? Biết có tiền sao đâu, ra đây con thằng em thằng này nó đi ghe. Nói ghe vô rồi hai anh em nó ra người 10 triệu rồi chuộc ổng về. Dạ. Còn ghe chưa vô, ghe 15 tháng 5 vậy đó mới vô. Rồi thằng thứ tư đó rồi nói lo trả nợ nó đó. Dạ. Cũng bị bắt nó mượn người ta hết 25 triệu. Dạ. Rồi sau này mới ghe vô mới ngượng 10 triệu chuộc ổng về, bây giờ ghe chưa vô nè. Dạ, có nghĩa là con bà Hai thì vẫn còn đi đánh bắt nhưng mà không có đủ tiền đúng không? Là bị bắt đến nay là 3 năm rồi, ông Hai là năm nay là bao nhiêu hả bà Hai? Ông 64. 64 tuổi cô bác quý anh chị. Và ông Hai là đi ghe là người ta cho, lúc đó người ta cho ứng trước là bao nhiêu? Có 15 triệu à. 15 triệu. 15 triệu mình mua chi phí hết 2-3 triệu gì đó, 3-4 triệu gì đó. Dạ. Còn dư mấy triệu bà rồi hồi đó tới giờ là cũng hết rồi, tại thì bây giờ đó mình kiếm không có được đâu, tới chừng mình xài không biết đâu đuôi gì đâu. Bà Hai là người dân tộc Khmer nên tiếng Việt có vẻ như là bà Hai không có nói gành lắm. Bà Hai nói là đi game 15 triệu, người ta cho ứng trước 15 triệu thì trong đó mua sở phí là gồm có là thuốc hút nè, mì nè, mua cà phê bỏ lên ghe là còn lại là khoảng 12 triệu thì đưa cho bà Hai xài tới xài lui nó hết không hay luôn. Thì thằng này cũng bị bắt nè, thằng em thằng này nè cũng dạ. Gửi tiền đi người ta đi thăm nuôi á. Dạ. Mình gửi tiền cho 1-2 triệu rồi ở xóm này tôi cũng bắt nhiều lắm. Dạ. Rồi bởi người ta có đất có khác người ta chuộc. Rồi thằng này cũng có tiền gì đâu, giấy nợ người ta đó. Mượn tiền mượn người ta đó, rồi tới chừng ấy thì trả. Mình gửi tiền đi tới chừng nó gì cũng ta thăm nuôi đó, trả người ta hết 11 triệu nữa. Trả ta hết 11 triệu. Đã mình đóng tiền hết
mười mấy triệu rồi trả anh ta thăm nuôi anh ta, em gửi tiền cho em ta ăn á. Dạ. Rồi cũng mình có thì gửi, không có thì có tiền đâu gửi. Dạ. Chừng về cách ly ở cái thành phố ở đâu hết mấy ngày đó. Dạ. Rồi nay còn thiếu anh ta 11 triệu nó gán đi trả nợ cho nữa. Có nghĩa là bà hai có một người con đi làm cũng bị đánh bắt, cũng không, đi đánh bắt giờ đi bỏ thì cũng đi biển, đi biển thì cũng bị bắt ở nước ngoài luôn. Mới chuột ra xong thì sau đó là tới ông hai vào. Có một điều con đang lo và cũng như là cô bác quý anh chị xem được đoạn clip này là lo như thế này nè bà hai. Ông hai đã 64 tuổi rồi, ở tù thì nó cũng vất vả hơn so với ở bên ngoài lắm. Thì bà hai có lo rằng là vì tuổi cao sức yếu ông hai sẽ chịu không nổi không? Có. Lại sau này ổng về không biết làm gì ăn, mua vỏ với mua máy được rồi đi lượm da chai hai ông bà. Đi lượm da chai. Cái thông tin mà ông hai được sắp chuột về Việt Nam rồi, bà hai có cho ông hai hay chưa? Chưa đâu mà điện không được nè, con nó điện không được. Đang điện không được, nó mất liên lạc anh. Dạ. Từ từ nhưng mà không sao. Hay tin là hôm nay là con xuống để con trao tiền để cho thay mặt của các sư cô, nhóm sư cô ở Lâm Đồng đó, thì bà hai mừng dữ không? Mừng dữ. Dạ thôi, cảm ơn con ơi, đời bây giờ làm phước gặp phước ấy mà không làm phước không có mắt đâu. Vậy đó. Mình lo làm giàu thấy không ý mà bà hai không phải nói, lo làm giàu chết không đem theo đâu. Cái này lo làm phước cho chết đem theo, phải không? Dạ. Bởi vì mình ở đời có đức để phước cho con á. Dạ. Thằng này nè, đi mổ đó, nội là thiêu tiền nhà trọ nó ở, nó mấy triệu đó, phải ở xứ này là chết sớm rồi đó con. Rồi thời gian tới á, nếu như mà ông hai được về Việt Nam á, bà hai có cho ông hai đi biển không? Thôi, cho ổng đi đâu. Thì bởi vì tôi nói mua ước gì có tiền mua vỏ máy, mua vỏ gì mua máy đó. Là bao nhiêu tiền? Cứ 10 triệu vậy đó, hai ông bà đi lượm da chai. Trời ơi, bây giờ ghe thì lủng rồi đó, không phải ghe lủng ra là tôi bơi xuồng đi nữa rồi. Đi vớt ở dưới sông hả bà hai? Ừ. Hiện nay thì bà hai ở đây là làm cái công việc là bó chổi. Chổi cơm mà gắn căng mũ đi bán, tới chừng về thì lượm da chai một xuồng. Tới chừng về nhà không ấy thầy thằng nhỏ bà hổm đó. Dạ, nhỏ cháu đi lặn lặn nước mò cá cái lóc kiến bé lớn bé lớn này. Yeah. Bùi mò ốc thì khổ lắm. Anh ngoài sau lưng của Bùi Hồ thì chỉ mới về đây thôi. Còn bà hai thì đang ở với cháu nội hai đứa cháu đó. Nội và học lớp 1 mẹ nó bắt đi rồi mẫu giáo tới chừng lớn rồi bây giờ mẹ nó bắt đi nhỏ lớn rồi còn thằng trai đó. Dạ. Và cháu nội thì hằng ngày phải là mò cua bắt ốc để mà bán có thể kiếm tiền hoặc là xây sở cuộc sống hàng ngày, còn bà hai là gói bó chổi là ngày được nhiêu tiền? Ngày được 100 mấy 200 vậy đó, cứ quơ vào ăn vậy đó. 100 mấy 200 ngàn luôn à? Mà mấy ngày mới được? Mấy ngày? Có mấy ngày ngày bán gói 2 cây 3 cây chổi. Tôi lượm da chai thêm làm gì làm không có ăn cắp người ta được rồi. Dạ. Không có mắc cỡ gì hết trơn. Dạ. Giá trời Phật đừng cho bệnh được rồi, năm giá trời Phật năm 12 tháng đừng thay bệnh viện được rồi. Nói gì ở nhà bà hai mới lượm da chai đây thôi ha. Đâu rồi làm hồi vừa trước dịch lắm. Làm lâu rồi, vừa bó chổi rảnh xong thì lượm ve chai. Hồi trước dịch lắm. Hồi mùa dịch hai bà cháu nhỏ chưa đi quầy ruộng kìa. Ta nói đi khám mà F0 hai bà ba bà cháu đi quầy ruộng đem cơm đem nước theo. Đi câu cá, đi bẻ cao. Con muốn hỏi là bà hai là lúc mà ông hai đi á, là bà hai có biết rằng ông hai đi đánh bắt ở ngoài nước ngoài không? Ai biết đâu. Không biết hả? À. Không biết luôn. Lúc trước thì ông hai đi có bị bắt chứ không vậy không? Hồi năm 16 đi ghe ở Nhà Trá mình đó. Dạ. 2016 ông bị mắc bị ta bắt hết 16 tháng. 16 tháng? Rồi chủ ghe người ta lo chuộc hết 15 triệu. Ừ. Rồi ổng về nói tao ở nhà không có gì ăn bơi bốc tao đi ghe nữa rồi. Có nghĩa là liều mình đi để kiếm tiền đúng không? Không bị bắt thì về. Không bị bắt thì về nhưng mà may lần đó là bị xui là lần đó là bị bắt luôn. Bắt rồi bà ông hai ông điện về ông nói gì với bà hai? Nói ghe bị người ta bắt rồi. Ở xóm này người ta cũng bắt chung với ổng 3-4 người đó. Người ta có tiền, ta có đất. Ta chuột về hết chưa? Về hết rồi. Về hết rồi. Còn lại có mình ông hai thôi. Già vậy nè. Lo thằng đại bới xong nè, vì tới ông hai nó tiền đâu chuột.
vậy đó. Lần này là có tính bỏ nghề đi biển luôn chưa? Ai biết đâu. Thật ra là như thế này nè cô bác quý anh chị, Kiên Giang là một cái vùng đất nó giống như nước Việt Nam thu nhỏ, và nó diện tích của Kiên Giang nó giáp với biển cũng khá là nhiều, và đa số người dân á, những thanh niên khỏe mạnh mạnh ở trong những các huyện lân cận biển á, thì sống với cái nghề gọi là đi biển. Có người thì đi ghe ghe cào, có người thì đánh lưới nhỏ lưới hai đồ đó. Nhưng mà đối với ông Hai thì cái tuổi cũng khá là lớn, và ông Hai làm cái công việc gì ở trên ở trên ghe bà Hai? Nấu cơm rửa chén cho người ta đó. Nấu cơm với rửa chén thôi. Nấu cơm người làm đồ ăn á, làm anh nuôi á, người ta nó kêu anh nuôi á. Dạ. Làm anh nuôi dân trong bộ đội quá. Là lúc trước cái anh mà chuột về trước là anh này luôn hả? Anh khác. Anh khác. Thằng em. Thằng này đi làm anh dưa nó bệnh nè, coi mổ kìa. Ừ. Con muốn hỏi là bà có nghe ông Hai tâm sự rằng là có khi nào bị cảnh sát họ đánh không? Cảnh sát Indo á? Không, ông có nói không, đánh không? Có hỏi không? Có. Tại nói có đánh có ấy ông nói đánh mấy người nói không được, nghe không được gì đó. Là không được đó, người ta đánh. Còn ổng già thay, người ta thấy thường nghiệp. Ổng ở nhà ổng hiền lắm, ai cũng dạ. Thương ổng hết trơn á. Dạ. Có nghĩa là người ta đánh những người mà không nghe lời thôi. Còn như ông Hai là thấy với lớn tuổi rồi tội nghiệp nên người ta không có đánh. Ở xóm công vị nè, ổng hiền lắm. Bà Hai có gửi tiền qua cho ông Hai không? Gửi hết mấy lần rồi, tôi làm có tiền cho cháu ngoại làm Bình Dương đó nữa. Gửi cho hai ba lần đó, là 1.300.000 cái triệu đi cho đó có còn có mấy trăm hả? Ừ. Gửi qua bên đó. Gửi mua thuốc phun này kia đó. Dạ. Hiện nay là giấy tờ là cho ông Hai đồ để mà đưa ông Hai về đó là xong hết chưa? Không, không rồi. Xong hết rồi. Đi hỏi tới phòng quầy vụ ở giá luôn đó. Dạ. Rồi hình ổng ở trên còn dưới này nói phải hình này không, nói phải người ta gửi cho sĩ quan rồi. Lo cái bắn tiền là ổng được về. Ừ. Hỏi phòng quầy vụ ở giá đó. Dạ, cho ở tiền, lo tiền là được về thôi. Sắp được về mừng dữ không? Sống vẫn vợ chồng nó già rồi. Và Hai nói là mừng giống mừng, nhưng không phải là ai thì cũng mừng cả, nhưng mà Bùi Hồ muốn hỏi như vậy á, để cho bà Hai thể hiện cái cảm xúc của bà Hai vui vẻ khi mà ông Hai về. Con nhớ hình như lúc trước là bà Hai nói ông Hai bị bắt một lần rồi về xong rồi bị bắt lần nữa. Đúng rồi. Có nghĩa là trước đây vào năm 2016 ông Hai là bị bắt, lúc đó còn trẻ. Rồi sau đó ở nhà không có công việc gì làm hết, thành nữ là buộc lòng cũng phải liều mình để mà đi biển, đi theo cái tàu đó để mà có tiền. Và là không may là lần này là bị bắt luôn. Khi mà điện bị bắt về, bà Hai có chạy tiền không? Chạy tiền để ông Hai về? Thầy biết chạy ở đâu đó. Mình không có đất ruộng đâu, có giấy ai mượn ai được đâu. Tại mình có ruộng á, có đất ruộng á, mượn cả được. Rồi mình không có đất ruộng biết. Ông Hai ở bên đó có gọi Zalo thấy hình với bà Hai đúng không? Rồi lúc mà gọi Zalo thấy hình, thấy ông Hai có ốm hơn so với lúc ở đây không? Nói con không thấy ốm đâu. Không thấy ốm hả? Hổng chú ấy gọi nói chuyện với ổng á. Dạ. Tự nhiên con hiểu là như mình ở tù bên đó, mình có tiền ăn uống mình có đóng không mà. Rồi không biết nữa. Mà lâu lâu con cháu gửi tiền cho ổng để mình sinh hoạt, mua thuốc hút, mua mì gói đó. Đồ ăn thêm. Mà cơm đưa người ta cho ăn đầy đủ, ổng nói. Nhưng mà ở Indo đồ ăn khó ăn lắm. Dạ. Đồ ăn khó ăn hơn ở Việt Nam nhiều. Ẩm thực ở Indo thì nó khó ăn hơn. Nếu như mà qua đoạn clip này mà ông Hai có coi được á, thì bà Hai sẽ nói gì với ông Hai? Chắc có lẽ là ông Hai sẽ coi được đó. Gửi lời trước, bà Hai gửi lời trước cho ông Hai đây. Giá trời Phật cho ổng về. Dạ rồi. Vậy hai ông bà vậy tính là có kế hoạch để làm gì rồi đúng không bà? Để mua chiếc ghe. Muốn vỏ á, không ghe vỏ được rồi. Dạ. Đi ghe hết rồi, rồi già này đâu có làm gì đâu. Bây giờ mua vỏ, mua máy cần 10 triệu là ông bà ổng đi, bà đi cũng được nữa. Biết chạy máy nữa đó. Dạ. Đi chạy máy đi lượm cho trai. Sống có ngày nào có cơm ăn cơm, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nhưng mà vậy mà nó vui. Kiếm bà Hai giống Hai thật, con hỏi thật nè. Đến thời điểm bây giờ bà Hai giống Hai có thiếu nợ mượn nợ ai không? Không. Không. Không thì mình đâu.
hả? Ê, mình bạ cái đấy, không. Ai chạy Phật đó cha đau được rồi. Không có mượn nợ ai thì về thì an tâm rồi. Mình chỉ cần mình nhặt ve chai với lại mình bắt cá ở dưới biển, mình mua gì đó mình ăn là được rồi. Thì nó khỏi liều mình, con thấy nguy hiểm quá. Có những người ta đi xong là về nhà người ta không còn mạng để về luôn. Rất là nguy hiểm. Ha. Và ngày hôm nay á, thì đến đây con cũng thay mặt cho nhóm các sư cô ở Lâm Đồng gửi cho bà Hai cái số tiền là 20 triệu đồng. Để trong khi đó bà Hai nói là chuộc 18 triệu đúng không? Đưa ông Hai về là 18 triệu. Và đây là con gửi cho 20 triệu đồng nhóm các sư cô ở Lâm Đồng để bà Hai chuyển. Dạ, các sư cô ở Lâm Đồng gửi cho bà Hai để bà Hai có thể gửi tiền cho, để mà chuyển tiền vô để người ta có thể đưa cho ông Hai về. Ha. Rồi bây giờ bà Hai nhận ha. Bà Hai đếm đi bà Hai. Này mơ cho thằng này đi chỗ mình ấy ra dẫn anh bắn tiệc ở đâu đó. Có ở đây đây có tí xíu nó có con của bà Hai á, cô bác của anh chị, thì con của bà Hai sẽ có thể hỗ trợ cho bà Hai đi đứng việc đóng tiền. 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 7 8 đủ không? 18 mà đếm luôn, đếm luôn, đếm luôn. Hai tờ đó luôn, đếm luôn. Đếm thế này tôi chắc đêm nay ngủ được quá. Đếm luôn. Đếm luôn 18 rồi. Ở đây là 42 triệu nữa. Là 4 tờ. Làm chúng mình đi lại chỗ mình nạp luôn hay sao hay? Mai đi. Mai khi nào nộp xong anh cho em hay. Nè thằng này tôi nói chắc đi tay mặt kìa. Nè. Bệnh cũng khổ. Bà chứ. Giữ cất giữ cẩn thận, đây là cái số tiền rất là lớn mà có thể đưa ông Hai về đó. Cất, rồi. Anh rồi cũng cất giữ cẩn thận nha. Nộp 18 triệu còn 2 triệu mình đi đứng. Làm vốn. Mai mốt đi đón ông Hai nữa rồi về cho ông Hai. Cho tiền thay ổng gì mà thay ổng gì á. Đó này đúng rồi đó, cái đó là cho tiền ông Hai về đó. Thì hôm qua đoạn clip này bà Hai có muốn nói lời nào, gửi lời cảm ơn đến tất cả các mạnh thường quân cũng như là nhóm các sư cô ở Lâm Đồng. Bà Hai bác nói đi bà Hai. Giúp gì tôi cũng bác ơn. Dạ ơi, đời bây giờ lập phước gặp phước rồi, cảm ơn đó, bệnh hoạn gì cho tai qua nạn khỏi hết đi. Cho mạnh khỏe đi. Đừng cho bệnh hoạn giúp gì tôi bác ơn quá rồi. Có bao giờ mình nghĩ rằng có số tiền vậy để đưa ông Hai về không? Không hả? Thế à? Thế à? Nó không. Khổ con với khổ chồng. Thằng này là bệnh. Trời ơi, điện lên điện xuống, bệnh không có mẹ không có tiền, tay chồng cha nữa muốn khùng luôn á, phải ấy đó. Rồi cứ đi làm ăn vậy biết sao vậy, cứ đi cứ làm ăn ngày vậy đó. Kìa, bệnh. Nói chung là như thế này cô bác quý anh chị, trường hợp của ông Hai là một ngư dân khá là lớn tuổi, vì cái hoàn cảnh gia đình mà phải liều mình đi đánh bắt trái phép ở Indonesia. Không có ai muốn mình bị bắt bao giờ cả. Tuy nhiên ở nhà thì lại không có công việc gì làm, phải đi ghe biển. Đó là công việc mà tất cả các thanh niên ở đây cũng thường xuyên đi. Tuy nhiên thì đi ghe thì không biết ghe đánh bắt ở đâu, tài công lái ở đâu đó, thì các thuyền, những người bạn thuyền á, những người đi biển á, họ sẽ đi theo đó. Ngư phủ á, những người ngư phủ sẽ đi theo đó. Tuy nhiên thì ăn thua tài công á. Dạ, ăn thua tài công lái đi thôi. Và ông Hai là một người rất là lớn tuổi, cái sức khỏe yếu nè, mà bài phải chịu gọi là giam giữ ở bên Indo á, thì nó rất là đáng thương luôn. Và ngày hôm nay đấy thì tụi mình đang có mặt ở đây, cũng như là sự kết nối của em Phong Bụi nè, rồi em Nhân Gà đó, rồi để mà có thể hỗ trợ cho tất cả 11 người còn đang bị giam giữ. Và ông Hai là một người trong số 11 người đó. Và ông Hai là người đầu tiên trong cái hàng 11 người bị giam giữ đó. Và các anh em mình hỗ trợ kinh phí để mà có thể đưa ông Hai về lại Việt Nam. Và cái clip mà đưa ông Hai về Việt Nam thì chắc chắn rằng tụi mình sẽ chia sẻ để cho cô bác anh chị biết thêm. Một cái nghề đi biển trước đây á, thì Bùi Hồ với lại Đạt cũng có chia sẻ rằng á, có những cái nạn cò lừa đi biển. Đi biển là một cái nghề mà có thể kiếm được ra tiền
À, tuy nhiên thì chúng ta sẽ lựa những cái chiếc ghe, những cái chiếc tàu mà chúng ta thân thuộc nhất để chúng ta có thể đi. Đừng nghe lời dụ dỗ những tên cò lừa đi biển để rồi mình tiền mất tật mang. Cũng như trước đây mà Bùi Hồ đã từng chia sẻ với Lại Đạt. À, còn bây giờ thì chắc có lẽ là ngày hôm nay là ngày vui nhất của bà Hai khi cầm được một cái số tiền rất là lớn từ các sư cô, từ nhóm các sư cô ở Lâm Đồng để hỗ trợ cho ông Hai có thể trở về lại quê hương sau hơn 3 năm bị giam giữ ngay tại Indonesia. Và xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân cũng như là cảm ơn cô chú anh chị của kênh Bùi Hồ với lại Đạt Đồng Tháp đã xem video clip đến thời điểm này, cũng như cảm ơn em Phong đã có thể kết nối với cảm lại ơn. Cảm ơn hết trơn luôn á. Dạ, tất cả mọi người có thể kết nối với nhau để cùng chung tay đưa những người như ông Hai để có thể trở về Việt Nam. Còn bây giờ mấy con mạnh khỏe đi, chừng cho bệnh hoạn gì bệnh hoạn cho tôi qua đảng khỏi mới mốt đi làm phước đó. Nụ cười thì cũng đã nở trên môi của bà Hai rồi, nhưng mà bây giờ để cho trọn vẹn hơn nữa thì chắc có lẽ là có những giây phút ở đằng sau, những giây phút tương phùng sau ngày hôm Hai quay trở về. Cái miệng cự gì mà trong bụng quá trời ấy rồi. Giá trời Phật cho ổng về đi. Dạ chứ có tiền là về rồi, được rồi. Dạ, cảm ơn mấy con mấy cháu. Dạ. Thì còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác, các anh chị, tất cả mạnh thường quân. Xin chân thành cảm ơn nhóm các sư cô ở Lâm Đồng đã hỗ trợ cho Bùi Hồ thực hiện video clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác, các anh chị ở clip sau ạ.